các bạn và chào quý vị khán giả đang xem chương trình của Hình Thanh Quang. Hôm nay trên kênh Hình Thanh Quang sẽ đi tiếp cái chuỗi series là 30 ngày 30 động tác của nhảy hiện đại và solo dance. Hôm nay là ngày thứ 8, quý vị và bạn sẽ xem và học theo động tác ngày thứ 8. Nó sẽ càng ngày càng hấp dẫn hơn nha. Còn bây giờ mời quý vị và bạn hướng về video clip và xem nha. Xin mời. Xem xong của động tác thứ 8 cũng như ngày thứ 8 của chuỗi 30 ngày nhảy hiện đại số đen trên kênh của Hình Văn Quang. Quý vị có ý kiến và đóng góp gì về cái thể loại nhảy hiện đại này cũng như là nhảy chân số đen, các bạn hãy đóng góp ý kiến, mình có thể hướng dẫn và chia sẻ bạn nhiều bài nhảy hay hơn nữa. Không chỉ riêng của số đen, còn nhiều thể loại, các bạn sẽ chờ xem nha những tập tiếp theo, những thể loại tiếp theo. Còn bây giờ xin tạm dừng video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại. Come on, watch out! A brand new song, a brand new bomb from TVM band. Are you ready? Là khi anh bước đi rồi, phút chốc yêu thương tan như là mây khói. Bàn tay trao chút ân cần, tưởng như phút ấy bao lần thoáng qua tôi như một giấc mơ. Bờ môi ấm ngày xưa sẽ cho tay ai giờ đây, là hơi ấm ngày đó đã theo ai vụt bay. Mốc muộn phiền sẽ dám ban đi, từ thôi tôi nhé. Tàn đêm trong giấc mơ buồn là khi anh bước đi rồi, phút chốc yêu thương tan như là mây khói. Bàn tay trao chút ân cần, từ những phút ấy bao lần thoáng qua tôi như một giấc mơ. Bờ môi ấm ngày xưa sẽ trao tay ai giờ đây, là nơi ấm ngày đó đã theo ai vụt bay. Mong muộn phiền sẽ sớm tan đi, chia tay thì thôi, chờ vẫn vương em làm gì.
Oh,